gửi lời chào tới các miền anh, miền chị, những quý vị dù là trai hay là gái, dù dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai ở trong xã hay cùng thôn, những ai có mặt ở buổi thành hôn, anh em chúng tôi xin cảm ơn chân thành nhất và kính thưa toàn thể hôn thân mến. Đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu định xuân được như người quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa đã tới dự đám cưới của hai nhà chúng tôi, mà quý vị hãy cùng ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho đến đôi vợ chồng. Quý vị và đại trai hay là gái, cho quý vị cũng cảm thấy vui lắm. Những ai đang ở ngày nay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai ở trong xã hay cô thôn, những ai có mặt ở buổi thành hôn, anh em chúng tôi xin cảm ơn chân thành nhất và kính thưa toàn thể hôn thân mến. Đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu định xuân được như người quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa đã tới dự đám cưới của hai nhà chúng tôi, mà quý vị hãy cùng ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho đến đôi vợ chồng. Và đám cưới thì rực rỡ màu hồng, cho quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày nay. Với cái tư có thể hôn thân mến, đúng là hành dương thì quả thật là rất giàu, mà con trai con gái không đâu đẹp bằng. Còn ai thắc mắc hay thằng chăng thì cứ nhìn chú rể quên là bằng trên đây. Anh ấy trông rất đẹp trai, mà cao to phong độ thì chẳng ai đẹp bằng. Một cô dâu thì lại xinh đẹp tuyệt trần, mà dịu dàng dễ mến lại có phần nết na. Chỉ được ví như chị hàng Nga, thiên phẩm quyến soái cũng phải phong quả vì yêu. Mà chú rể thì trông giống xinh nhiều, cô dâu thì lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm mà lại say thưa tình đồng. Và kính thưa toàn thể hôn thân mến, đúng là mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, mùa của con tim thường ném để tìm nhau, mùa của trái phong xanh kia với lá trầu, cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, em ăn miếng trầu cho đỏ đàn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm em cả ngày đó bắt mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có mẹ em là nàng công chúa thiên nga, từ chín tầng mây rơi xuống sân nhà, cho anh không vấn vận một vài ngày năm sau. Vẫn chưa là mời của gia đình, và đây là mời cho cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông, quý bà, cô bác, cô bác, chú gì và các bạn trẻ đang đứng thanh niên gần xa của cả hai họ cùng ăn trầu, uống nước, hút thuốc và cùng chung vui với cô dâu và chú rể. Và đúng là em đã về đến mùa xuân ơi, có vẻ tình anh càng yêu dấu tuyệt vời. Em đã đến cho mùa xuân trở lại, em quét tài sân tay bữa ôm bó hoa em đi trong ngày hôn lễ. Có phải em mùa thu nào về, say bướm say hoa cho cánh bướm bay về, xuân đã về cùng với biển khơi, anh hôn em trên đàn môi em ấm. Và đây sự nhất trí của anh cơ quan chính quyền địa phương, và đây sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như sự đồng tình của đứa bạn trẻ. Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến lễ thành hôn của hai bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho gia đình và